Hi và xin chào tất cả mọi người đến kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong clip lần này. Khởi đầu trận đấu mình đang có một combo khá là hay. Đó chính là một cái cọc cảm ứng kỳ quái nha. Cộng thêm một cái bản đồ đó chính là nấu như xương. Bản đồ nấu như xương là một bản đồ sẽ giúp cho chúng ta có một cái trang bị sẻng và một trang bị chảo vàng từ sớm mọi người nhé. Khi nói chung là trận đấu này để mà lên 10 kỳ quái chắc chắn là mình sẽ lên được rồi. Lên kỳ quái là cái chắc luôn bởi vì mình đang có một cọc cảm ứng kỳ quái mà. Với cả một cái chảo. Cái chảo đó chúng ta dùng búa rèn để gõ vào thì nó sẽ biến thành sảnh vàng nha. Dành cho anh em mà chưa biết, thì khi mà với chảo ấy, gõ, dùng búa rèn gõ vào chảo thì nó sẽ ra sảnh. Và ngược lại, dùng búa rèn gõ vào sảnh thì nó sẽ ra chảo nha. Nó là như vậy mọi người ơi. Mọi người đang có ý tưởng gì? Comment ở dưới nhá. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng đó cho mọi người xem. Mình đang bán máu để thử xem mà ra đi chợ sẽ có thêm một cái sảnh vàng hay chảo vàng nào không. Nếu như mà ra được combo như vậy thì mình có thể hướng tới một cái ý tưởng làm về combo phun chảo phun sảnh. Rồi, thôi chắc sẽ ấn cái quán lên mọi người nhỉ. Thôi từ từ ha. Mình sẽ đợi nó không nghỉ ra 3.2 nữa. Nó ra cái gì thì mình chơi cái đấy. Chứ giờ mà lắp ấn kỳ quái sớm thì cũng không phải là cách tốt nhất mọi người ạ. Rồi để xem nào, RAW 3.2 của mình sẽ là lõi công nghệ gì nha. Nào, 3.2 sẽ là lõi công nghệ gì? Mình đang khá là tò mò về lõi công nghệ 3.2 đây. Nếu mà ra thêm một ấn kỳ quái nữa là tuyệt vời nhỉ. Trời ơi, RAW ấn kỳ quái nữa là đúng là siêu phẩm luôn đấy. Ui rồi ôi, cơn mưa vàng à. Mình sẽ lựa chọn cơn mưa vàng luôn nha. Bởi vì game này mình đang có ý tưởng là mình sẽ cố gắng kiếm kỳ quái từ sớm mọi người nhá. Đội hình 10 kỳ quái từ sớm luôn.
Thì cái việc lấy những cái lõi công nghệ có lợi tức thì nó là một cái điều tuyệt vời. Chắc chắn là phải cần rồi. Úi dồi ôi, liên hoàn à, rắn liên hoàn mọi người này. Nói chung chơi cái bản đồ này thì cái việc mà chơi bản đồ này nha, cái việc mà kiểu là gặp những đội hình full hệ thì nó là cái điều mà chắc chắn sẽ xảy ra luôn, chứ không phải là một cái điều gì đó kiểu lạ lạ lắm mọi người ạ. Ba chấm ba và đó chính là Nina 2 sao. À Nina 2 sao mọi người này, mình vẫn đang bán máu mọi người nhé, bán máu để kiếm cái trang bị sẻng vàng hay chảo vàng ra đi chợ ấy, nên là mình vẫn đang chơi chuỗi thua. Chuỗi thua là một trong những cái lối chơi mà mình sử dụng nhiều nhất ở trong cái bộ môn TFT này luôn. Mọi người đang cần acc 500 kỳ vật hoặc có thể liên quan tới những con tí nị đang có sẵn trong cửa hàng thì hãy liên hệ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi 3.4 có sẻng chanh chảo đi, không có luôn mọi người ạ. Mà thực tế một điều là chơi ở cái bản đồ mà sẻng chảo cái kiểu là nấu như xương này thì tỷ lệ rơi ra thêm được một cái vật phẩm liên quan tới chảo vàng hay sẻng vàng nó cũng tương đối là hiếm 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 gặp mọi người ạ. Thực sự là hiếm gặp lắm, đâu phải trận đấu nào nó cũng sẽ ra được nhiều đâu. Ví dụ như kiểu là chơi khoảng tầm cỡ 5 trận mà trận nào cũng ra chảo hay sẻng thì cũng là quá tuyệt vời. Ví dụ kiểu bán máu ấy mọi người, mà ra đi chợ 2.4 này, 3.4 này, 4.4 ấy mà nó ra được chảo với sẻng thì nhân phẩm lắm luôn á. Cực kỳ thích hợp để làm full combo chảo sẻng. Với cái phiên bản này chúng ta sẽ gặp được cơ hội tìm kiếm chảo hay sẻng ở round 4.1 trở đi nhé mọi người. 4.1 trở đi thì mọi người mới có tỷ lệ ron ra chảo hay sẻng. Đó, bắt buộc phải 4.1 trở lên nha. AC 2 cuồng đao bắn như hắc luôn. Trời ơi trời, nó bắn kìa. Chịu không nổi nhiệt các bạn ạ. Mình do đang kết hợp giữa cái kiểu là bánh ngọt nữa để kiếm cái hũ ấy nên là nó thực sự hơi yếu. Nhưng mỗi tội là bắn máu lại không có sẻng cái chảo thì nó cũng là một cái điều khá là tủi thân đấy. Bây giờ trận đấu này mình đang muốn làm một game liên quan tới ở vòng 2, ở vòng 4 chấm nha, lên 10 kỳ quái. Thì combo này mình sẽ chỉ cần lên level 9 thôi là đủ rồi. Và bây giờ mình phải kiếm thêm một cái búa rèn nữa. Một cái búa rèn mọi người nha. Thực sự cần một cái búa rèn nữa nha.
Chết rồi, còn 39 máu à? Sao lại bị lủng thế nhở? Bố đèn đâu nhờ, ra bố đèn đi để gõ thành ấn kỳ quái phát nào, lên 7 kỳ quái luôn nào. Còn 39 máu thôi các bạn ạ. Thực sự đang rất căng rồi, với cả là ở cái... Cái này thì cũng bình thường à. Chỉ cần rơi ra một cái bùa để chọn sảnh vàng thôi cũng được rồi. Cũng không biết đang lõi công nghệ cuối cùng của mình sẽ là gì đây. Búa ren đi. Búa ren. Trời ơi, một trận đấu cần búa ren thực sự rồi lại không ra. Không ra búa ren nhở? Phải có búa ren thì mình mới kết hợp được cái combo gõ cái này ra thành cái trả cái sảnh vàng người này. Hoặc bây giờ ví dụ ở round 4.2 mà ra cho mình được một cái liên quan tới lõi công nghệ linh vật trường học cũng ngon mọi người ạ. Giờ ra là cái linh vật trường học cũng thực sự là ngon á, ngon là cành đào luôn. Linh vật trường học. Không phải hôm nay lập đội ba cây chụm lại à? Cái linh vật trường học của tôi đâu ấy nhở? Hy sinh hộ pháp. Ôi rồi, ôi chết rồi. Gói sẽ bị thành phần à? Tôi cần cái ấy cơ. Giờ tôi chỉ cần một cái ấy thôi. Một cái búa rèn nào. Không ra búa rèn nhở? Tiếc thế. Ông này 7 liên hoàn rồi, ca mỹ lệ luôn rồi này. Ủa lại còn thêm lõi cái gì? Sẵn sàng tấn công cơ. Sợ thế. Rồi, cố gắng lên level 9 nào. Ở ra 4 chấm xong rồi Ron Abrier ha. Kiếm búa rèn nữa. Hoàn thiện cái combo 10 kỳ quái. À, liên hoàn, rắn liên hoàn luôn. Mình thì đang có Volibear 3 sao rồi. Và có thêm loại công nghệ này hồi máu khá tốt Briar này. Hồi máu tiếp kìa. AC cũng đào bắn khá gắt nha. Ui rồi, 7 liên hoàn ghê thế. Thua rồi. Rất căng. 28 máu mọi người ạ. 7 kỳ quái vẫn phải thua luôn mà. Ai xả xong là búa rèn ta. Chào vang kia. Mất luôn à? Tiếc thế nhở, chết rồi. Trời ơi, cái chảo vàng mất cay thế nhở.
Ron bố đèn không ra mọi người ạ. Ủa em lại 7 pháp sư 6 áo mật luôn à, ghê vậy. Rồi, mày sao win rồi mọi người ạ. Mình muốn lên 10 kỳ quái ở round 4 chấm thôi, nhưng mà cơ hội này là không được rồi. Bởi vì không có bố rèn mọi người ơi, có bố rèn thì may ra mình gõ ra để lên level 9 luôn này, để kiếm Bright là đẹp, nhưng mà rất tiếc là không ra. Game này thì cũng sẽ có ông này này, ông này cũng sẽ lên 10 kỳ quái luôn nha. Đây, ông này cũng sẽ là một người lên 10 kỳ quái này. Chắc chắn luôn rồi, chắc chắn sẽ là một trận đấu solo giữa kiểu là hai người 10 kỳ quái với nhau luôn á. À không ra ta. Sợ bực thế nhở. Thật luôn ấy, có trận đấu kiểu Ron mãi không ra ấn cửa ấn kỳ quái luôn nhá. À ra bố rèn luôn á. Như game này là chẳng hạn này. Không ra một cái ấn, không ra một cái bố rèn nào luôn. Ủa ơi, thôi xong rồi. Mình đang lo lắng một điều là xíu nữa 10 kỳ quái solo 10 kỳ quái là ai sẽ là người chiến thắng đây. Mình nghĩ là mình sẽ thua ấy. Rồi win rồi. Rắn liên hoàn này. Cua tài rừng. Lúc đấy mà có quả linh vật trường học thì ngon hơn, mà lại không có. Búa rèn Bly. Không có búa rèn luôn. Ôi dồi ôi. Đây rồi, hay quá rồi. Giờ mới chịu ra. Mình sẽ để cái này là lại nha, bởi vì có thể xảy ra trường hợp là mình sẽ ra được nhiều trả vàng hoặc sảnh vàng ấy. Thì mình sẽ dùng nó để làm combo 10 kỳ quái, 8 hóa hình. Bởi vì cái này lắp với cái trả vàng sẽ là ấn hóa hình ấy mọi người. Nên mình sẽ để dành nha, bắt này luôn. Để xíu lên nó full 3 sao đội hình kỳ quái luôn cũng được. Ta để từ từ đi nhờ. Giờ thì mỗi con Bright rồi thôi, 63 máu này, 8 kỳ quái, ông này đang 8 kỳ quái ấy nha. Và nếu mà solo với ông này thì mình sẽ win. Bởi vì mình đang có một cái ủa 9 thông đạo luôn này. Ủa ôi. Ông này 2 thông đạo nào, vậy là ông này chỉ thiếu có một con Nora Zumi. Á, ông này phải lên level 9 mới đủ cơ, lên level 9 mới đủ slot được. Rồi. Gặp luôn hóa hệ một đỉnh kỳ quái nha. Ông này thì đang có một cái chảo vàng và chắc là ông này nhiều hệ hơn mình à? Đúng 3 hệ luôn. Mình cũng 3 hệ rồi. Mình thì có lõi tướng ngon hơn. Lõi tướng này này, hy sinh này ngon hơn. Ủa sao gì giật điên vậy. Mình win rồi. Win chắc luôn rồi, hay quá. Giờ chỉ việc lên level 9 thôi, kiếm một con Briar là 10 kỳ quái này. Hay lên luôn nhở, chứ mình đang sợ mình sẽ bị thua. Lên luôn đi nha.
Đây rồi, có Bri rồi mọi người này. Ok, và đây sẽ là 10 kỳ quái mọi người ơi. Hay quá. Cuối cùng đã lên được rồi. 10 kỳ quái, tuy rằng là nó lên không được sớm nhưng mà cũng được rồi. Cũng hài lòng rồi. Ok, đây sẽ là 10 kỳ quái nhá. Từ lúc mà nó có cái quả gọi là chảo vàng hay là sảnh vàng cái bát này này, để lên được 10 kỳ quái nó dễ dàng hơn rất là nhiều. 10.000 máu à? Giật địa nào. Hay quá mọi người ơi. Đây sẽ là một game này. Mình sẽ solo với ông này này. Ông này thì 9 liên hoàn nha. Ông này thì 9 kỳ quái này. Và chắc chắn sẽ lên 10 kỳ quái mà thôi. Ông này thì chắc chắn sẽ lên 10 thông đạo mà thôi. Chỉ cần lên level 9 thôi. Level 9 cho thêm một con dây si nữa là đủ. Đây, dây si để ở ngoài này. Round này thì ui, ấn bánh ngọt à? Ngon đấy. Mình sẽ lấy ấn bánh ngọt nha. Mình sẽ lựa chọn luôn ấn bánh ngọt để chơi mọi người ạ. Bởi vì bánh ngọt của mình stack cũng thực sự là cũng dư giả cũng nhiều ấy. Mình sẽ lấy luôn ấn bánh ngọt đi. Lên mốc level, bây giờ mình sẽ lên mốc level 10 đi. Rồi sẽ cho thêm một ấn bánh ngọt vào, đúng không? Là đẹp. AC thì để đây đã. Rồi. Cho Gwen vào để kích hoạt hệ chiến binh cũng ngon. Level 9 chưa? Chưa lên level 9 à? Vậy thì ông này sẽ gặp mình ở round tiếp theo rồi. 81 máu thì 9 liên hoàn. Nhưng mình... Ông này còn thiếu gì nữa? Ông này còn thiếu một con Briar mà mẹ, đang Ron. Nhờ, mình cũng đang muốn nhìn thử cái khoảnh khắc là hai ông 10 kỳ quái solo với nhau ấy. Ông này 9 liên hoàn này, ông này 9 kỳ quái, ông này 9 thông đạo. Ui xời, toàn anh em full hệ không à? Ông này thì 7 hóa hình. Các bạn đây, gặp top 1 rồi. Bạn ơi, Volibear 4 sao nè. Bạn ơi, giật điện. Chết cả lo luôn. À, ok, vậy là ông do team bóp này thì đang tích vàng lên level 9 đây. Ông này thì cũng thực sự mạnh. 35 máu thì cũng mạnh, 64 máu, 9 liên hoàn thì sẽ ít cơ hội để vào top hơn. Một round được bao nhiêu? 32 số à, cũng hơi ít. Đủ lại đủ tiền là 40 vàng à. Lên chưa? Chưa đủ tiền rồi. Ông này thì đang Ron kiếm Briar và có vẻ hơi khó khăn. Nina của ông này chuẩn bị lên 3 sao này. Ông có hai máy nhân bản cỡ nhỏ thì lên Nina 3 sao là chuyện đơn giản rồi. Mình thì đang tích vàng lên level 10 phát để cho... Cái gì? Biết rồi. Rồi, hello thông đạo nhá. Chào bạn. Bạn khỏe không? Bạn khỏe không bạn thông đạo ơi? 21 máu à? Liệu đang đi luôn chưa? Mình nghĩ là chắc là vẫn đang còn sống đấy. Game này sẽ là một cuộc chiến của những vị thần nha. Chắc chắn là một cuộc chiến của những vị thần luôn. Rồi, ông này... Sau round này là kiểu gì cũng sẽ lên level 9 rồi. Cái khoản mốc 10 thông đạo rồi. Ông 35 máu thì vẫn đang cố gắng Ron kiếm Briar đây. Trời ơi, 23 máu à? Mình 28 máu. Lên chưa? Chắc round sau lên à? 23 máu. Nina 3 sao nhưng mà ông này đen cái là ông này không Ron là Briar. Mình thì hên hơn ông này một xíu. Là do mình Ron là con Briar mọi người. Mình hên hơn điều đó thôi. Mình chỉ hơn điều đó thôi. Cơn đó kỳ quái này. Từ Rumble, Jin X, AC, Nami, Nina. Ê, chuyện trục tội, huyết kiếm. Ây xà, đen cho bạn ấy thế nhở. Ông này lên 10 thông đạo rồi. Ông này thì đen cái là ông này Ron không ra con Briar mọi người ạ. Đáng tiếc chưa. Vậy thì phải chào tạm biệt bạn tại đây thôi. Bạn hơi đen rồi. 12.000 máu. Ui dồi ôi.
Đây không, cái việc mà có đủ ấn nha, đủ hàng nhưng mà Ron không ra được con Briar thì cũng là một cái việc mà sẽ khiến cho mọi người không thể lên được 10 kỳ quái. 10 thông đạo này, 9 liên hoàn. Bùm, ok, 10 kỳ quái, 4 bánh ngọt. Ông liên hoàn này như khá nản rồi, ông này thì cũng vậy luôn. Đen thế nhở, ông này không Ron ra được. Ron ra được con Briar, tiếc chưa. Ông 10 thông đạo này thì còn 3 máu, đang có một đội hình thông đạo rất khỏe. 9 liên hoàn thì có vẻ như kiểu bỏ cuộc rồi. Xem nào. Rồi ok, vậy là ông kỳ quái này đã hy sinh, rất tiếc không Ron ra được Briar. Trời, một thông đạo nó nổ đam này, ghê không? Ghê không? Ghê không? Không gì đấy. Ui, mình tưởng con Nora Zumin 3 sao chứ, không phải. Rồi, tạm biệt kỳ quái nhé. Nami 2. Mười thông đạo à? Mọi người đoán ai thắng? Mình chắc mình đoán là mình thắng đấy, bởi vì mười kỳ quái nó khỏe hơn rất là nhiều. Cùng xem này. Sao nào? Cũng ngang tài ngang sức phết đấy nhở, nhưng mà mười thông đạo khá đuối ạ. Cá đuối luôn rồi, ok, 10 thông đạo sẽ bị thua nha. Với một con lôi thần dáng thế, chịu thế nào được ạ? Bye bye bạn nhé. Bây giờ mà để xem là ra ấn bánh ngọt thì ngon rồi. Ấn kỳ quái luôn, ui. Nhưng mà bây giờ này, mình muốn lên được bánh full bánh ngọt thì mình cũng sẽ phải cần phải thêm có một cái ấn bánh ngọt nữa thì cũng không được rồi. Bỏ này ra cũng không được. Có nhỏ. Mười một kỳ quái mọi người ạ. Ok, và đây sẽ là đội hình cuối game của mình. 11 kỳ quái. Nếu mà thêm được một cái chả vàng, cái sẻng vàng, có thể thành 12 kỳ quái luôn. Nhưng mà hết vàng để Ron rồi. Và đây sẽ là một trận đấu finish game. Tuyệt vời. 11 kỳ quái. Để xem con này bao nhiêu máu nào. 13.875 máu mọi người ạ. Một đấm. Và trận đấu sẽ là top 1 dành cho 11 kỳ quái. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Cho mình một like, subscribe và xuống thông báo nha. Bye bye.